khó lắm. Như đồ mù vòng cây rất là quay lại, nhưng mà những cái người gia đình, những cái người thân quyến thuộc của họ làm nhiều điều lành, cúng dường đến mười phương chư Phật, chư Hiền Thánh, Tam Bảo, rồi những cái người có đức tốt hay là tu giới, dự giới tu thiền được á, hồi hướng công đức cho họ thì may ra họ mới giải thoát sớm. A Di Đà Phật. Tưởng niệm quá nên là con cảm giác con sợ, rất là sợ, nên là con nhiều khi là con cố muốn thoát khỏi ra rồi, nhưng mà con vẫn cái đấy thuộc về ái, mình còn ái luyến tham ái đời sống, ai luyến ai đó, hay là tình thương ấy, hay là cái gì rồi mình mới sợ hãi cái này cái kia, mình không xả bỏ được, mình mới thành ra như thế. Giờ mình ở trên đời mình giải thoát hết, mình không có nối tiếp điều gì thì nó không sợ nữa. A Di Đà Phật. Khi mình giải được tham dục, được sân hận, mà si mê rồi thì mình ngồi thiền, mình tụng kinh điều gì nó cũng không sợ nữa. A Di Đà Phật. Con cứ có kiểu có cảm giác là kiểu như là có rất là nhiều người được xung quanh ấy. Vâng, vâng, giống như thế này này, giờ khi con tu hành như thế này con giữ giới được hay là không đúng mà làm như thế này thì lại rất là sợ. Như mọi người làm nhiều điều còn chưa giữ giới được, còn bất tịnh mà mình không kinh hay là cái gì thì những cái đấy trong tâm nó lại không được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhưng mà con mà hỏi rằng con nhìn thấy tất cả những người chúng sanh đấy, không biết làm sao, con họ khổ thì con cũng thấy khổ, tất cả mọi người ai để thì không biết lý do, thế là lý do gì, bởi vì con cứ nhìn này, họ già, họ trẻ, mặt họ mất, hoặc là những người đau khổ là con cũng đau khổ theo họ. Thế thì lần sau mình tư duy nữa là mình rồi cũng như họ, vâng, rồi họ cũng đau khổ mình thôi. Lần giờ nghe Đức Phật nói là học theo giải thoát được, làm chủ tu hành được, giải thoát khỏi sinh già bệnh, vâng, thì mình cũng như họ nữa, vâng, thì mình giải thoát, mình tìm, vâng, cách mình học, mình tu giới, vâng, tu thiền, quyết tâm như thế nào thì mình xả ly, nhưng mà ở nhà thì không được đâu. Mình nói là lần mình rồi cũng bị già chết như người này, vâng, cũng bệnh chết, đấy, ước sao cũng... gì mình cũng như thế, họ, vâng, khổ mình cũng khổ, đấy. Nên là mình biết như thế rồi, mình làm theo cái lời Phật dạy thì mình tu hành được thì mình không khổ nữa. Vâng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con nhiều lúc là chuyện họ mà mình cứ lôi vào, con muốn vui nhưng không vui được, con cứ lúc nào con buồn. Thì mình cũng giống như họ thì mình làm sao mà vui được. Vâng. Nhưng mà giờ mình khác họ thì mình thấy là mình thoát được cái đấy, mình không như họ nữa. Vâng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi là khi mà mọi việc công việc của mình ấy, nhiều khi nó không được suôn sẻ thì mình làm gì để nó trôi chảy hơn? Có nghĩa mình cứ đụng vào cái gì nó cũng khó mắc ạ. Dạ, nhiều khi đời trước mình hứa làm cái gì cho ai, hay là công đức gì đó, hay là mình không được cái phước ấy, hay là làm chưa được nhiều điều thiện, giờ mình làm cái gì nó cũng hỏng thì mình nói giờ mình hỏng rồi thì mình nói cố gắng bố thí trì giới tu thiền giữ tạo công đức cho mình đấy để trở lại cho mình. Bây giờ mình cố gắng mình làm cái gì nó cũng hư là do phước nghiệp của mình hết rồi. Dạ không còn phước nữa nên là hỏng, giờ mình về bù đắp cái phước của mình lên, giống như đèn dầu hết dầu đổ thêm cho nó thì nó lại có công đức phước trở lại, mà muốn có cái đó thì mình phải bố thí trì giới tu thiền thì hồi hướng công đức trở lại thì nó có. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi, đây là con của con, và nhìn cháu này như cháu học xong rồi cháu quên hết, cháu ngủ lắm rồi ạ. Thầy. Cái quên hay không, có nhiều cái quên đi cũng tốt, vâng, tại vì quên những cái thi, cái ác thì, vâng, làm cái điều thiện, vâng, học hành ở đời pháp thế gian nhiều rác rưởi nhiều cả, vâng, không tốt, cháu... tham đắm tranh đua tiền bạc đau khổ, vâng, mình bỏ rồi mình không nhét cái đấy vào đầu, mà nhét những cái thiện lương, vâng, cái giới luật đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, đừng có sống hiền thiện như thế, vâng, cũng tốt đẹp. A Di Đà Phật. Hôm nay muốn gặp thầy để đảnh lễ để xin, vâng, điều như thế. Vâng. Mình khi làm cái điều thiện mình không có hại ai cả, vâng, mình tuy là mình ngu, mình cũng có chạy đi dùng trí tuệ để mình lừa gạt, mình lấy cái tài sản hay là tranh đua quyền lợi cái gì mình không biết thôi, mình chỉ biết sống hết cái đời này trải qua rồi mình làm điều thiện đấy, sống hạnh phúc với mọi người rồi giữ giới tu hành, chỉ nghe lời Phật dạy đấy, tu thiền như thế là hạnh phúc rồi. Đời trước á là do nhiều khi mình chê bai người khác, rồi giờ trí tuệ mình bị che đấy, do dục tham, giờ mình bỏ dục tham ấy để khi đời sau nó có trí tuệ. A Di Đà Phật. Con cũng muốn hỏi thầy, con hỏi bạch tu,
A Di Đà Phật. Con chúc con mẹ khỏe. A Di Đà Phật. Con chúc thầy mạnh khỏe, sức khỏe. A Di Đà Phật. Con muốn hỏi gì đúng không? Con muốn hỏi gì, con hỏi thầy không ngại. Hỏi đi. Con chúc thầy cho bố mẹ con sống 100 năm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 100 năm. Dạ, con phận con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.